Xin chào các bạn. Rất là nhiều bạn hỏi mình cách hướng dẫn khắc phục sự cố liên quan đến kết nối LOL, PVP và Match Maestro. Thì sau khi tìm hiểu thì mình đã biết được cách để mà sửa những cái lỗi đấy như sau. Thì đầu tiên thì các bạn phải tắt diệt virus đi. Chẳng hạn như mình là có cái thằng WinDeeper đây. Đây mình sẽ bật thằng ấy lên. Đây. Mình sẽ vào ấn setting. Mình sẽ tắt thằng này đi. Đấy. Sẽ tắt thằng diệt virus ra đi. Thôi kệ nó. Tí nữa không chơi mình bật lên. Đấy. Tiếp theo thì các bạn phải tắt IPv6 đi. Thì tại cái mục wifi của mình đúng không? Thì mình vào Open Network and Sharing Control. Vào đây. Rồi. Các bạn vào đây. Các bạn phải tắt hết những cái phần ở trong IPv6 này đi. Bước thứ ba là cấu hình lại DNS. Để cấu hình lại DNS thì các bạn vào đây và cấu hình DNS lại y như trong hình trên hình. Và sau khi đấy thì các bạn là làm xong thì nếu mà các bạn làm xong tất cả bước trên mà không được thì các bạn cần phải tải lại Gara Cloud. Đầu tiên thì các bạn phải xóa đi. Chẳng hạn như của mình đây là mình sẽ xóa đi, các bạn ấn vào đây để xóa nhé. Xóa Gara Cloud đi, để ấn vào đây để xóa nhé. Giờ mình ấn vào xóa là bị ngưng cái chương trình quay clip lại. Cho nên là các bạn vào đây để xóa và các bạn sẽ vào cái trang này gara.vn để mà tải lại. Đây là như mình tải về rồi này. Đây, tải về máy và các bạn ấn cài đặt thôi. Rất đơn giản không có.